chào các bạn. Bên cạnh Arcos S2 thì lần này Sharp còn ra mắt thêm 3 mẫu smartphone khác bao gồm R1, R1S và B với mức giá lần lượt là 4,3 triệu, 4,8 triệu và 3 triệu. Cách tốt nhất để chúng ta có thể phân biệt được ba cái máy này đó là R1 thì nó sẽ có cái cảm biến vân tay ở phía sau lưng. R1S thì có camera kép và một cái đường chỉ chạy ngang ở mặt lưng thôi. B thì cũng có camera kép nhưng mà nó sẽ có đến 6 cái đường chỉ ở cả trên và dưới của máy luôn. Cả ba cái máy này thì nó đều sở hữu thiết kế phổ thông hết, quen thuộc với những cái máy mà trong khoảng 3 đến 4 triệu đồng, nó không có gì đặc biệt hết. R1 và B thì nó sẽ có cái loa ngoài đặt ở mặt lưng và cái phím điều hướng ở bên ngoài màn hình. Thiết kế loa ở mặt lưng thì theo mình thấy là nó sẽ dễ gây hạn chế về âm thanh và mình nghĩ là cái kiểu này nó là một cái điểm trừ với những chiếc máy mà ra mắt ở thời điểm hiện tại, cho dù là giá rẻ đi chăng nữa. Trong khi đó thì R1S nó sẽ có loa ngoài đặt ở cạnh dưới và ba phím điều hướng thì đặt ở bên trong màn hình. Cái phím bên ngoài này chỉ là phím cảm biến vân tay thôi. Có thể là R1S nó cũng sẽ được trang bị cái tính năng giống như là Arcos S2, tức là cái phím cảm biến vân tay này nó có thể thay thế cho ba cái phím điều hướng ở bên trong, bởi vì mình có thể ẩn nó xuống được. Điều thú vị là R1 và B thì nó sẽ có nhiều cái điểm tương đồng về cấu hình hơn, mặc dù về mặt tên gọi thì R1 và R1S nghe nó liên quan hơn. R1 và B thì cùng sở hữu màn hình 5,2 inch có độ phân giải là 720p, con chip MediaTek 6737T, camera trước 8MP và camera chính 13MP. Tuy nhiên thì cái điều khó hiểu đó là R1 nó có giá cao hơn nhưng mà nó chỉ có một cái camera 13 chấm phía sau đó thôi. Còn B thì lại được trang bị camera kép, là nó có thêm một cái camera phụ 2 chấm nữa để chụp ảnh xóa phông. Nhưng mà bù lại thì R1 sở hữu RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB và pin lên đến 4000. Còn B thì nó chỉ có RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB và một cái viên pin nhỏ hơn 3000. Còn về ảnh chụp xóa phông của B thì giống như là cho có và nó cũng không thật sự ấn tượng. Nhưng mà với người mua bình thường, khi mà họ nghe nói đến camera kép trong tầm giá như vậy thì với những người mà chúng ta quan tâm về camera và không mong RAM lớn với một con chip không quá mạnh như vậy, pin cũng vừa vừa nhưng mà giá mềm hơn, thì hẳn là B nó sẽ bóp cổ chính anh em R1 của mình. Trong khi đó thì R1S nó nằm riêng một cái mâm so với hai cái máy kia, với viên pin lên đến 5000. R1S cũng sở hữu màn hình lớn hơn với 5,5 inch có độ phân giải là HD luôn. Camera selfie thì giảm xuống chỉ có 5 chấm thôi. Camera kép phía sau thì sẽ gồm một cái camera 12MP và một camera 5MP cũng là chụp ảnh xóa phông. Cấu hình của R1S thì nó thuộc hàng mạnh nhất trong 3 máy này, với con chip MediaTek 6750, RAM 3GB và bộ nhớ trong 32GB. Cả ba cái máy này thì đều có trang bị cảm biến vân tay hết và chạy Android 7. Về pin thì các bạn có thể nhớ một cách đơn giản theo mức giá từ thấp đến cao, B rồi R1, R1S thì chúng ta sẽ có 3, 4, 5.000 mAh. Cá nhân mình cho rằng nếu mà cái mức tiền hơn 4,5 triệu thì cá nhân mình cho rằng cái mức tiền trong khoảng 4 đến 5 triệu của R1 và R1S thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái lựa chọn quen hơn, tốt hơn. Vậy nên trong ba máy này thì chỉ có cái chiếc B giá thấp nhất 3 triệu là đáng chú ý nhất, khi mà nó vừa có cam kép này, pin ổn này, cảm biến vân tay này. Còn các bạn cảm thấy sao, đâu mới là cái chiếc máy đáng quan tâm nhất thì có thể comment. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.